Thì Duy mến chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Mình nhìn vào cái tình hình đất nước Việt Nam đó, có nhiều cái video đó, có thể là Thùy Dương thấy nhưng mà nhiều người không nhìn thấy. Cho nên ngày hôm nay đó, trong cái video của Thùy Dương sẽ cho anh chị coi xem một cái hoàn cảnh mà có thể nói rất là buồn. Cho nên Thùy Dương nói đó, là với nhiều người đó, thì có thể là nhiều người đồng ý với Thùy Dương nhưng mà nhiều người cũng không đồng ý. Thì Dương biết rằng là mỗi người một cái số phận, không có ai giống ai hết. Nhưng mà Thùy Dương cũng đã nhiều lần Thùy Dương cho quý vị biết rằng là cũng là Thùy Dương. Khi mà Thùy Dương sống ở Việt Nam, Thùy Dương trong cái thân phận khác, trong một cái diện mạo khác, trong một cái thái độ khác. Khi mà Thùy Dương sang Na Uy thì Thùy Dương là một con người khác. Những người nào đã từng biết Thùy Dương khi mà Thùy Dương còn ở Việt Nam đó, thì sẽ thấy rất là rõ về cái sự thay đổi của Thùy Dương khi mà Thùy Dương đến Na Uy. Tại vì cái môi trường mỗi 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 nơi đó anh chị, thì chúng ta sẽ có cái điều kiện sống khác nhau. Ở Việt Nam đó, Thùy Dương làm việc rất là cực. Có những cái năm đó quý vị, Thùy Dương làm việc từ khoảng 2 đến 3 giờ sáng là Thùy Dương đã phải ngủ dậy để Thùy Dương chuẩn bị cho cái việc mưu sinh của mình. Và tối 9, 10 giờ, thậm chí 11, 12 giờ quý vị, Thùy Dương chưa ngủ. Có những năm tháng Thùy Dương ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Quý vị tin được không? Đó là ở Việt Nam đó quý vị. Nhưng mà những cái năm đó Thùy Dương làm cũng không có dư để mà mua nhà, mua cửa. Không mua nổi quý vị. Và Thùy Dương ở Việt Nam cho đến mà 32 năm. Thùy Dương ra khỏi Việt Nam, hai cái bàn tay của Dương là hai bàn tay trắng, không có một cái tài sản gì ở Việt Nam cả. Và khi mà Thùy Dương đến Na Uy đó, là Thùy Dương không có mang theo gì hết ngoài 110 đô la. Và 110 đô la đó quý vị, Thùy Dương còn phải giúp đỡ thêm hai người bạn mà Thùy Dương chưa từng gặp bao giờ. Và Thùy Dương chỉ biết họ trên cái chuyến bay đi từ Việt Nam sang Nga, rồi đi từ Nga để mà qua Na Uy, là Thùy Dương gặp họ thôi. 110 đô la đó Thùy Dương còn phải chia lại cho họ, giúp đỡ cho họ, mua đồ ăn cho họ ăn và mua nước cho họ uống. Là quý vị biết là Thùy Dương đâu còn nhiều đâu. Có nghĩa là Thùy Dương sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Cho đến năm 32 tuổi Thùy Dương rời Việt Nam, trong túi Thùy Dương chỉ còn 110 đô la. Nhưng mà đến Na Uy Thùy Dương không biết là lúc đó Thùy Dương không nhớ là Thùy Dương còn được bao nhiêu tiền. Nó kinh khủng phải không? Dạ. Thì Thùy Dương đến Na Uy năm 2016 quý vị. Nếu mà nói là Thùy Dương chỉ mới ở Na Uy được có 6 năm thôi. Phải không? Có nhiều cái bạn á, vô trong những cái kênh giống như Thùy Dương á, nói rằng gì? Bây giờ đừng có chơi Việt Nam phát triển nhiều lắm rồi, Việt Nam thay đổi rồi, Việt Nam khác xưa dữ lắm rồi. Dạ. Cái chuyện đó bình thường. Việt Nam thay đổi, Việt Nam phát triển, nhưng mà tôi nói thật sự luôn, khẳng định một điều. Là nếu mà nói ra so sánh ở châu Âu á, Việt Nam 500, 600 năm nữa cũng chưa dí theo nổi châu Âu. Dương nói thật một điều. Thùy Dương đang sống ở Việt Nam. Và bây giờ Thùy Dương đang sống tại châu Âu. Không phải Thùy Dương sống ở đây, Thùy Dương nâng lên nó không có. Thùy Dương nói thật, qua cái vụ việc mà xe hơi mà nó có gắn nhãn, gắn tem gì đó quý vị, mà trong cái ngân hàng mà không có tài khoản mà đi qua cái trạm thu phí nó không cho qua. Là cái nhiêu đó thôi, Thùy Dương nhìn qua cái hệ thống mà trạm thu phí ở tại bên Na Uy, là Thùy Dương nói thiệt với anh chị, để xây dựng được cái trạm thu phí tự động giống như bên Na Uy, Thùy Dương nghĩ chắc 100 năm nữa làm chưa nổi. Đến bây giờ nó vẫn còn đang làm thủ công anh chị, làm chưa nổi. Ở bên đây người ta làm từ rất là lâu rồi, bên còn bên Việt Nam là bây giờ mới bắt đầu mà làm hả, lọng lọng cộng mà ta nói hả, là kẹt xe tùm lum hết, có bao nhiêu đó thôi là quý vị đã thấy. Đừng có khoe cái cơ sở hạ tầng, đừng có nói cái kiểu giống như Việt Nam bây giờ phát triển này kia nọ. Ừ, dụ ai chứ đừng có dụ Thùy Dương. Thùy Dương, con mắt của Thùy Dương anh chị nhìn thấy không? Ừ, nó cũng mở to ra, nó quan sát để nó thấy cái sự khác biệt. Thì nó nói sao quý vị, bây giờ đời sống người dân ở Việt Nam sống sướng lắm, không có còn khổ nữa. Và ở Việt Nam á, có tiền là sống sướng như tiên. Vậy còn bây giờ những người không có tiền thì sống ra làm sao? Bây giờ á, anh chị biết không? Ở Việt Nam á, người ta sinh con ra người ta cầu may. Tại sao cầu may? Người ta sinh con ra để người ta mong cái gì quý vị? Có nhiều gia đình người ta sinh con ra bởi vì họ thương con, họ muốn có con, phải không? Nhưng mà nhiều người cha, người mẹ họ nghĩ gì? Họ sinh con ra để mai mốt về già con nuôi. Thùy Dương đã lặp đi lặp lại cái điều này rất là nhiều lần. Nếu quý vị, các bạn trẻ mà có cái suy nghĩ đó, bây giờ là nên dẹp đi. Thùy Dương nói thẳng, mình sinh con ra được
thì mình phải đảm bảo được, mình phải bảo đảm được cái cuộc sống của nó. Mình không có lo được cuộc sống của nó thì mình nên suy nghĩ lại cái việc sinh con. Cái điều kiện sống ngày hôm nay nó rất là khó khăn, bản thân chúng ta còn lo chúng ta không nổi nữa thì chúng ta đẻ con ra chúng ta chăm sóc con bằng cách nào? Các bạn có biết bây giờ nợ công ở tại Việt Nam mỗi một người gần 50 triệu. Nợ công đó, cho dù quý vị không có đi vay mượn tiền của ai hết, không có xài riêng cho ai, tại vì cái nợ nếu mà các bạn đi mượn 1 triệu, 2 triệu, cái đó là nợ riêng của các bạn. Các bạn phải trả. Nhưng cái nợ công là gì? Do lãnh đạo Việt Nam đi vay mượn quốc tế. Và bây giờ nó chia đều ra cho mỗi người công dân Việt Nam là khoảng gần 50 triệu Việt Nam đồng cái khoản nợ công đó. Và vì gánh cái nợ đó cho nên quý vị làm việc è cái lưng ra làm việc rất là nhiều mà không có dư. Bị bóc lột đến tận cùng. Ha. Cho nên là quý vị nghĩ rằng quý vị sinh con ra để mai mốt con của mình về già nó nuôi mình. Thì Dương nói với quý vị đừng có làm cái điều đó, ác lắm. Mà nếu quý vị nghĩ rằng quý vị sinh con ra để con nuôi mình, đó là cái tưởng tượng của mình thôi. Đó là cái tưởng tượng của mình thôi. Trong cái đất nước Việt Nam á, cái đó là cái suy nghĩ mà chúng ta không có lường trước được cái hậu quả đâu. Tại vì bản thân Thùy Dương đã nhìn thấy có nhiều người sinh con ra cũng cầu mong, cũng hy vọng rằng là những cái đứa con mình sinh ra đó mai mốt về già nó nuôi mình. Thùy Dương hỏi anh chị chứ, mình nghèo, mình khổ, mình không có tiền rồi, mình đẻ nó ra, mình không có cho nó được một cái cuộc sống đầy đủ, mình mong chờ rằng cái gì quý vị, mai mốt con mình nó nuôi lại mình. Thùy Dương hỏi, nó cũng lo cuộc sống của nó vậy. Nó đẻ, nó cũng đến lúc nó phải lấy vợ lấy chồng vậy. Rồi nó cũng không có tài sản gì hết, cha mẹ không có cho nó tài sản gì hết, phải không? Rồi bây giờ á, nó có con, nó cũng nuôi con nó vậy. Bây giờ nó nuôi con nó không đủ, làm sao nó nuôi cha mẹ nó? Đó, đó là cái mà Thùy Dương muốn nói trong cái video này nè. Trong khi á, là thằng Cộng sản nó cố tuyên truyền rằng Việt Nam ngày hôm nay giàu có phát triển, thì những cái hình ảnh như cái video sau, Thùy Dương mời quý vị cùng theo dõi để quý vị thấy là ở Việt Nam á, đẻ con ra hên xui, nó nuôi mình, còn không nó bỏ mình luôn. Thùy Dương mời quý vị. Mà bộ thật tế có con hai đứa mà nó không có nuôi gì, nó bỏ, mà thôi giờ nó như nó chết đi. Sao nó vậy? Không có nuôi nắng gì, nó lo theo vợ, nó đi mất siêu hết rồi. Đó, cái hình ảnh như vậy đó quý vị thấy có thương tâm không? Đó. Một cái người mẹ có hai đứa con, mà đến bây giờ cái tuổi già, phải ở một cái nơi, anh chị nhìn cái nhà coi kinh khủng, nó phải là cái nhà không? Không phải là cái nhà. Thì ở đây giờ cô bác chôn chứ nó không có về đâu. Và có một cái điều á, nó làm cho Thùy Dương tập trung chú ý nhiều nhất là cái nền nhà đó quý vị. Hình nhỏ nhánh hả quý vị ạ? Cái nền nhà nó gắn liền với cái tuổi thơ của Thùy Dương. Cái nhà đất. Anh chị biết cái bàn chân của Thùy Dương đã từng có nhiều chục năm á, đi chân đất trên cái nền nhà. Nhiều khi đêm ngủ á, anh chị cái chân dơ hầy à. Nó là một cái nỗi ám ảnh của Thùy Dương đó. Trời ơi, cái hình ảnh mà Thùy Dương nhìn xuống cái nền nhà anh chị, Thùy Dương thật sự là Thùy Dương không biết nói cái gì luôn. Và nhìn xung quanh bốn cái bức vách á, cho nên là càng nói, mấy đứa dù luận viên càng nói Thùy Dương càng căm, càng ghét nó. Ghét là bởi cái sự xảo trá của nó, cái sự khốn nạn của nó. Và ghét cái chế độ Cộng sản Việt Nam anh chị, nó quá tàn nhẫn với người dân. Tại sao Thùy Dương ghét? Tại vì Thùy Dương đang ở một cái quốc gia mà ở đó người ta không có bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Cỡ nào cỡ người ta cũng có cái nhà giống như Thùy Dương nè. Cái nhà này Thùy Dương mua. Nhưng mà bây giờ người ta không mua là cái đất nước của người ta cũng tìm được một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà người ta cũng giống như vậy nè quý vị. Người ta ở, người ta thuê. Và chính phủ trả tiền. Cũng có tivi, cũng có ghế sofa. Cũng có tranh ảnh đàng hoàng. Cũng có tiền sống hàng ngày. Không có để cho người ta sống cái kiểu mà anh chị nhìn thấy cái nhà của người ta như vậy. Nó quá kinh khủng. Tài sản của người ta là một cái bộ đồ duy nhất thôi anh chị. Một vài bộ đồ thôi, ngoài ra không có cái gì hết. Và cái bệnh tật của bà anh chị cũng... Bà bệnh tật, đang bệnh tật như vậy, bệnh tai biến. Mà cũng phải đi ra ngoài kiếm tiền, mỗi ngày kiếm được 100. Hoặc là bữa nào kiếm ít hơn là vài chục đồng thôi. Vài chục ngàn Việt Nam đồng. Sống làm sao trong cái điều kiện mà giá cả hàng hóa nó leo thang. Trời ơi, Út nghèo quá, không có của đại nó. Nuôi con khôn lớn xong rồi không nhờ được gì hết trơn. Đi lượm với trai. Đi lượm với trai. Một ngày vậy là thu nhập được mấy triệu. Gì mấy triệu, ngày có 150 mà là được. À vậy hả? Hỏi, Thùy Dương hỏi với quý vị, cái người dân nghèo như vậy đó, thì người dân khi mà người ta nghèo người ta không có tự tin.
Người ta nghèo, người ta rất là tự ti, người ta mặc cảm, và người ta không có dám gì anh chị ăn nói mạnh miệng đâu. Rất là thương. Và cái người lãnh đạo đó quý vị thì sao? Cái người lãnh đạo có tâm, có tầm là phải làm sao lo được cho cuộc sống của những người đó đó, giải quyết được cái đời sống an sinh, dân sinh đó đó. Không. Rồi để sao anh chị? Bây giờ để những cái YouTube nó đi làm, nó quay những cái cảnh này lên, rồi sao? Kêu gọi từ thiện. Thì ai cho? Những cái mạnh thường quân khác cho, trong nước, ngoài nước cho. Tại sao những cái hình ảnh này còn phổ biến nhiều vậy? Tại vì Cộng sản, thì Dương nói với quý vị là Cộng sản nó sống trên những cái xác người, nó sống trên những người bệnh tật, nó sống trên những mẹ trẻ em bệnh tật. Vì vậy nó mới kêu gọi quyên góp được, nó mới kêu gọi sự giúp đỡ được. Tiền dần cứ thế, dòng tiền ở nước ngoài cứ gửi về qua những cái đứa trẻ bệnh tật, qua những người già nghèo khổ, nó lấy cái đó nó sống. Còn ở nước ngoài người ta đâu có làm cái chuyện đó nổi quý vị. Là công dân của người ta đâu có để cái chuyện đó xảy ra. Người ta lo, người ta ưu tiên những cái lực lượng đó. Ở nước ngoài hay những người bệnh tật, những người già là những cái lực lượng mà người ta ưu tiên để người ta chăm sóc, trẻ em cũng vậy. Còn ở Việt Nam, người nghèo, người bệnh tật là cái bị bỏ ra, xóa, bỏ rìa ra, bỏ qua một bên, không quan tâm. Để chúng ta thấy được cái trách nhiệm của người đảng, phải không? Của những người đảng viên. Vô cùng cái chuyện mà phải nói đau thương lắm quý vị. Từng có khoe hình ảnh ăn chơi, Thùy Dương làm không được ở bên đây. Thùy Dương nói thiệt với quý vị, tại vì bản tính của mình Thùy Dương không có muốn khoe. Đi chơi nhà hàng, đi ăn nhà hàng, khoe lên làm cái gì? Khoe cái gì? Dân của mình đang khổ kìa, người ta đang sống thiếu thốn kìa. Mình đi mình khoe chỗ này, mình khoe chỗ kia, đau lắm. Thùy Dương đau chịu không nổi. Thùy Dương nói với quý vị, thuộc cái tầng lớp sống cỡ nào Thùy Dương cũng sống được hết. Sống hoang dã Thùy Dương cũng sống được, sống thành thị sống cũng được, sống trong nhà nghèo Thùy Dương cũng sống được, sống trong cái điều kiện sung túc đầy đủ, cỡ nào Thùy Dương cũng sống được. Tại vì Thùy Dương đã từng lăn lộn trong cái xã hội Việt Nam, Thùy Dương hiểu được, Thùy Dương thấu được, cho nên Thùy Dương rất là thương. Mà anh chị biết rằng có nhiều người Việt đó, họ không có nhìn thấy cái hình ảnh này. Còn rất là nhiều những cái mảnh đời bất hạnh, nhiều lắm quý vị. Và những cái hình ảnh này đó là một trong những cái mà Thùy Dương lấy xuống để Thùy Dương đưa lên cho quý vị, để quý vị nhìn. Thùy Dương làm cái video này đó là Thùy Dương nói cho những người bạn trẻ. Thùy Dương nói cho những người bạn trẻ, còn những người lớn thì Thương hết nói rồi. Chúng ta đừng có thấy cha mẹ của mình cũng lấy nhau rồi đẻ mình ra, rồi mình cũng giống vậy. Không có. Mình phải biết rằng là mình sinh con ra tiếp theo đó, mình sẽ làm cái gì cho nó. Mình có nâng cao được cái chất lượng cuộc sống cho nó hay không? Mình có giúp đỡ được nó hay không? Liệu mai này nó sẽ sống như thế nào? Nó sẽ sống vất vả, khó khăn giống như mình hay không? Mình không biết được. Cho nên ở Việt Nam có chuyện cầu may đó, đẻ con gái ra mong nó lấy chồng giàu để cho nó đỡ cực cái tấm thân. Đó là những cái chuyện ở bên Việt Nam, còn ở nước ngoài đâu có như vậy. Ở nước ngoài người ta học xong, người ta đi làm, người ta kiếm tiền, rồi người ta gặp ai đó người ta yêu, người ta lấy nhau về, người ta ở chung, người ta mua nhà, mua cửa, vậy thôi. Còn ở bên Việt Nam là con gái đó phải ráng đẹp để mà may mắn gặp được cái tấm chồng giàu có để cho sướng cái tấm thân. Tại sao phải vậy? Rồi lỡ như nó không có may mắn, nó không gặp được cái tấm chồng giàu có, nó quen phải một cái đứa nghèo hơn nó thì sao? Ở Việt Nam có nhiều chuyện lắm, cái tình yêu mà. Nó quen một cái đứa nghèo hơn nó, rồi xong hai đứa nó ở với nhau đẻ ra một cái đứa con. Mà bản thân nó ăn chưa no, lo chưa tới, học vấn cũng không tới nơi, rồi ôm thêm đứa con nữa. Thì anh chị thấy nó kinh khủng không? Và mình đẻ con ra là có nghĩa là mình đưa con của mình gánh một cái khoản nợ nữa. Trong khi hàng hóa bây giờ nó leo thang như vậy, lương hướng thì thấp. Đó, mình đẻ con ra, mình mong rằng gì mai mốt nó lớn, nó báo hiếu mình. Anh chị nhìn đi, nó cũng đẻ con đó. Đâu phải một đứa đâu, hai đứa luôn. Và mong cái gì? Mong nó lớn, nó nuôi mình, có đứa nào nuôi đâu. Nó khổ gần chết. Rồi bây giờ anh chị thấy không? Con cái mà thấy cha mẹ có tài sản là bắt phải chia tài sản cho mình. Con cái đó anh chị, bắt cha mẹ phải chia tài sản. Chia tài sản xong rồi, mạnh ai nấy đi, bỏ cha mẹ sống bơ vơ một mình. Tôi có tài sản rồi, tôi đâu có chia đâu, tôi mệt lắm, cuộc sống này tôi mệt lắm, tôi không lo ai nổi đâu, ông bà tự lo đi. Đó là trường hợp cha mẹ có tài sản đó quý vị.
Rồi có những cái trường hợp nó lấy tài sản sống đuổi ông bà ra ngoài đường luôn, không có chỗ ở. Tại vì đó là hậu quả của cưng chiều con và kỳ vọng vào con, đẻ con để con nuôi. Thì Dương thấy là đó là gì, bây giờ nó lớn rồi, nhét nó vô lại được con không được. Mà làm quá là coi chừng nó điên lên, nó làm những cái chuyện gì mình không có kiểm. Có những cái người đẻ con ra như vậy đó quý vị. Tại vì kỳ vọng quá nhiều vào việc con mình nó nuôi mình, mà mình không có cái trách nhiệm là tôi phải làm sao để mà tôi có thể sinh đứa con đó ra, tôi giúp nó học hành, tôi giúp nó có thể sống trong một cái điều kiện đầy đủ. Có nhiều người ở Việt Nam là không có nghĩ tới chuyện đó, cứ nghĩ là ừ sinh con đẻ con ra là chuyện bình thường vậy thôi. Vậy thì ngày mai nó sống như thế nào? Nó ra đường nó sẽ sống ra làm sao, trong khi quý vị không có cái gì trong tay hết, tài sản quý vị không có. Mình đừng có nghĩ đẻ con thôi cho nó vui, vui nhà vui cửa. Chúng ta còn phải có trách nhiệm tới cái số phận của nó nữa, cuộc đời của nó nữa. Chứ không phải là mình để cho vui, vui rồi mai mốt nó ra nó khổ. Quý vị nhìn thấy con cái mình khổ, quý vị có vui không? Đó. Cái hoàn cảnh mà của cái người cô, cái người phụ nữ này nè quý vị, là một cái mà làm Thùy Dương, phải nói là Thùy Dương tỉnh luôn. Thùy Dương nói với bạn bè của mình á, là nếu như mà mình có điều kiện, mình cảm thấy mình lo cho con mình được á, thì mình sanh con nhiều. Còn mình không lo cho con mình được thì mình đừng có làm khổ nó. Mình đã khổ rồi, mình hiểu được, phải không? Mình đừng có làm cho con mình khổ nữa. Và mình nghĩ rằng bởi vì mình ích kỷ bản thân, mình nói là mình đẻ con mai mốt về già con nuôi mình. Anh chị chúng ta không có tài sản gì hết để lại cho con nuôi mình nổi không? Nó cũng phải mỗi ngày nó cũng phải đi làm, nó kiếm ăn vậy. Rồi cha mẹ bệnh, nó không có tiền, nó không có bạc gì hết trơn. Bệnh viện thì chữa trị đâu có miễn phí đâu. Cha mẹ bệnh thì sao? Nó phải đi làm. Nó ở nhà nó lo cha mẹ rồi, tiền đâu nó trả tiền viện phí cho cha mẹ nó. Có phải nó phải đi làm không? Làm sao mà nó cán đáng nổi? Làm sao mà nó báo hiếu nổi? Nó không báo hiếu nổi. Đó là những cái đứa nó không có chồng, không có vợ đó. Rồi bây giờ những cái đứa mà nó có chồng, có vợ, nó có con nhỏ nữa thì sao? Làm sao mà nó báo hiếu được? Làm sao mà nó nuôi mình được? Thì Dương thấy rất là ít người để nói về cái đề tài này quý vị, rất là ít. Tại vì cái đề tài này rất là nhạy cảm, khó nói. Nhưng mà nếu mà Thùy Dương không nói quý vị, không có chịu tỉnh, quý vị không có chịu nhìn ra cái chỗ này. Cái đời sống kinh tế khó khăn lắm. Đừng có suy nghĩ là mình đẻ con ra để mình nhờ con nha quý vị. Thùy Dương nói thật, khi một cái đứa trẻ mà nó sinh ra trong cái giai đoạn này đó, quý vị có thử ngồi làm một cái bài toán thử coi. Nó đi ra đường anh chị thấy giao thông không? Giao thông ở Việt Nam không? Nó quá kinh khủng luôn. Chúng ta không biết là chúng ta sẽ bị tước đoạt cái mạng của chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta không biết. Đồ ăn, thức uống độc hại, cái cháo dinh dưỡng hay sữa, tất cả mọi thứ đều không còn an toàn nữa. Đưa con vô trong trường học thì sao? Gặp phải cái trường tốt thì không sao, gặp cái phải trường không tốt thì cô giáo đánh học sinh, đánh con mình luôn. Có những cái vụ mình mấy đứa trẻ mà mấy năm về trước đó đưa lên báo đó, bị cô giáo đánh đến mà gọi tử vong luôn, rất là nhiều chuyện. Nhưng mà Thùy Dương chỉ tập trung vô cái video này để quý vị thấy là cái cô này là cô nghĩ là cô cũng sinh con rồi, cô cũng nhờ cũng mong rằng mai mốt con lớn con nuôi nó đi hết trơn rồi, không có đứa nào ở lại nuôi cô hết. Mà thôi giờ nó như nó chết đi. Sao nó vậy? Không có nuôi nắng gì, nó lo theo vợ, nó đi mất siêu hết rồi. Và cái nhà mà cổ đang ở đó, là cổ cái miếng đất mà cổ cất cái nhà đó lên, cất cái nhà lên đó, là một cái miếng đất ở chỗ cái nghĩa địa. Lúc đó là xung quanh đó là cây cối không, mà kiến đồ này kia nọ không, mà cổ nói là cổ phải khai hoang trong vòng một tuần lễ ở trong cái khu nghĩa địa đó. Và cổ bệnh. Rồi sau đó cô mới đi tìm những cái giấy dầu gì đó, cô mới kê, cô mới lót dựng lên cái nhà. Rồi có những người khác người ta thấy tội quá, người ta mới mua những cái tấm tôn để giúp cô dựng nên cái nhà giống như bây giờ quý vị thấy. Mình không có cái gì hết á, mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mình sinh con. Thật sự Thùy Dương nói vậy. Tại vì á, khi mà quý vị sinh con ra đó, chưa thấy con mang hạnh phúc gì cho mình hết á, là mình thấy mai mốt nó làm mình khổ rồi đó. Tại vì cái thời buổi bây giờ anh chị thấy con nít không, nó đua đòi. Nó nhìn bạn bè nó có, mà nó nhìn về nó nhìn về mẹ nó không có, cha nó không có cho nó được cái gì hết.
Những cái đứa con mà nó hiểu chuyện không nói gì, những cái đứa con hiểu chuyện giờ nó không có nhiều đâu quý vị. Những cái đứa con không hiểu chuyện thì mệt mỏi lắm. Nó quay qua nó sỉ vả, nó chửi bới. Thời đại này là thời đại quỷ lên ngôi đó quý vị, thì vô nói cho quý vị biết. Tại vì trong cái lời nguyền của những cái người mà người chàm ngày xưa đó, họ có một cái lời nguyền. Đó, tôi sẽ để cho các bạn thờ đạo ma quỷ đó. Chúng tao sẽ để cho tụi bay thờ đạo ma quỷ. Con cháu bất hiếu với cha mẹ với ông bà. Trong đó cái lời nguyền của người chăm ba còn. Cho nên đó, khi mà nó nhìn thấy cha mẹ nó không có cho nó được gì, nó còn sỉ vả, nó chửi thêm nữa. Thì lúc đó quý vị nói tao mà nhát mày được vô, tao cũng nhát thì muộn rồi. Mình là cha là mẹ luôn luôn cũng phải nghĩ tới lo lắng cho con, cho dù như thế nào cũng phải nghĩ lo lắng cho nó. Bây giờ nó hỗn hào cỡ nào cũng phải nghĩ tới nó, phải không? Cho nên là mình chưa thấy con mình nó mang hạnh phúc cho mình, mà thấy nó mang cái đau khổ cho mình. Bởi vì mình nghèo, mình không lo được cuộc sống của nó. Thì cũng đúng thôi, mình đẻ nó ra, mình không có chu toàn được cuộc sống cho nó, mình không có lo lắng được cho nó, mình không có đưa cho nó đến một cái đời sống đầy đủ thì nó được quyền. Thì bản thân nó đâu có muốn tới đâu, là do mình muốn nó tới, do mình muốn đẻ nó ra. Có nhiều người nói là mày phải mang ơn tao này kia nọ, ok, mang ơn nhưng mà với điều kiện lo lắng cho cuộc sống nó đầy đủ, hay là đưa nó đến thế giới này để làm cho cuộc sống nó khổ. Thùy Dương nói như vậy để cho những người bạn trẻ chúng ta nhìn ra, chứ Thùy Dương không có nói để các bạn thù hận cha mẹ của mình. Tại vì trong cái thời buổi bây giờ đó, nhìn đi các bạn, nhìn những người này là lấy làm tấm gương. Rồi một ngày nào đó, Thùy Dương nói cái gì cũng vậy. Thùy Dương nói thì người ta sẽ không có đồng ý, người ta sẽ ghét. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nhìn đi. Rồi một ngày nào đó quý vị rơi vào giống như cái cô này, quý vị làm gì? Cho nên đôi khi Thùy Dương nói là tại sao Thùy Dương có một đứa thôi, Thùy Dương không có nhiều. Có nhiều người nói sao quý vị? Nói là có một đứa, lỡ nó thế này, lỡ nó thế kia. Cái vấn đề là mình dạy nó như thế nào. Chứ còn Thùy Dương xác định đó, là mai mốt Thùy Dương về già đó, nếu mà Thùy Dương có con thì khác. Còn không có con đó, là Thùy Dương sao đi vô trong cái viện dưỡng lão Thùy Dương ở. Và Thùy Dương cũng nói với con mình là mẹ không có làm phiền con đâu. Mai mốt mẹ già đó là mẹ sẽ đi vô trong viện dưỡng lão mẹ ở. Mẹ không có làm phiền con đâu. Và mẹ cũng không có cần con phải nuôi mẹ. Cái đó là Thùy Dương nói với con mình. Mẹ không có cần con nuôi mẹ. Mẹ đẻ con ra đây, mẹ không phải là đẻ con bởi vì là mẹ muốn vì già con nuôi mẹ. Không phải mẹ đẻ con ra bởi vì mẹ muốn vì già con đi làm, con có tiền con cho mẹ. Mẹ chưa bao giờ mẹ nghĩ như vậy hết trơn. Bây giờ con ráng con sống tốt cái cuộc sống của con, học tập, trao dồi cái kiến thức cho bản thân của mình, để mai mốt mình có gia đình riêng, mình là trụ cột cho gia đình của mình, mình là có trách nhiệm làm cha, làm chồng. Vậy thôi, vậy là mẹ mừng lắm rồi. Chứ mẹ không có cần con làm gì cho mẹ hết á. Và đặc biệt ngày hôm nay là mẹ đang ở Na Uy, mẹ không có cần con phải quan tâm đến mức độ là phải hả cơm dân nước rót hay là chăm sóc mẹ khi mẹ về già. Mẹ không cần cái điều đó. Cái đó là gì anh chị? Đó là Thùy Dương đang ở tại Na Uy. Thùy Dương đưa con mình đi qua tại Na Uy thì Thùy Dương dám nói như vậy. Còn bây giờ mình ở Việt Nam quý vị, quý vị đẻ con ra, trời ơi thiệt, mỗi đứa riêng hướng. Để hai đứa thì đi hai hướng khác nhau. Mà hai đứa đó mà nếu như nó thấy cha mẹ nó khổ nghèo, nó cố gắng, nó nỗ lực, nó phấn đấu, nó làm việc, nó học tập, nó làm việc và nó đi đúng đường, đúng hướng, nó không bị bạn bè, nó không bị xã hội cám dỗ vào những cái tệ nạn xã hội, là cái người cha mẹ nó có phước vô cùng. Mà cha mẹ đã nghèo rồi đó mà mấy đứa con nó bị cám dỗ, đi lạc đường, lạc lối, không học hành gì hết, không nên người, va vào những cái tệ nạn xã hội là kể như đời cha mẹ đó thúi hẻo luôn, te tu luôn, thê thảm luôn. Mình lúc mình sanh con ra lành lặn, nhưng mà đến lớn lên nó có cái con đường đi của nó, mình không có làm được vậy. Mà nó đi lạc đường, lạc hướng rồi là cha mẹ còn cái gì mà trông chờ không? Đâu có trông chờ. Kể như xong cuộc đời rồi đó, để hai đứa con chăm sóc từ nhỏ tới nó lớn lên, nó dây vào những cái tệ nạn xã hội, làm sao quý vị có thể thay đổi được? Làm sao quý vị cứu nó được? Cứu không được. Không bao giờ giơ tay ra cứu nó nổi luôn. Rồi bản thân của tụi nó cứu nó, tụi nó không nổi thì làm sao tụi nó cứu quý vị, các bạn? Cho nên mình xác định mình đẻ con ra, mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình mang cái suy nghĩ á, là mình đẻ con ra đó để mà mình nhờ con mình. Mai mốt con á, mình bị già con mình nó nuôi.
Cái tỷ lệ đó có nhưng mà không có nhiều đâu quý vị. Mình bây giờ không có tài sản thì con mình không có nuôi mình đâu. Anh chị nhìn thấy rất là rõ. Và đặc biệt cái tình người ngày hôm nay nữa. Đó là cái điều mà Thùy Dương trăn trở rất là nhiều. Thùy Dương thật sự nếu mà Thùy Dương có một cái phép nhiệm màu, tất cả mọi thứ thay đổi hết. Con cái đảng viên anh chị nó đi ra nước ngoài, nó ở hàng ngày ở bên ngoài đây nè. Nó nhìn thấy những cái hay của người ta mà nó không làm được cho đất nước Việt Nam. Cha mẹ Na Uy đó quý vị, nó không có gánh nặng, làm gánh nặng cho con cái của họ đâu. Không bao giờ. Nhờ cái hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ở ngoài đây nó làm được cái điều đó. Mà cái hệ thống đó từ đâu? Từ tiền thuế của người dân quý vị. Nó làm rất là hay. Có gì đâu anh chị, mình làm không được đi qua đi ra nước ngoài, copy đem về, áp dụng, bớt tham nhũng lại, bớt độc tài lại. Làm được không được? Thật sự nói bây giờ là dạ, nhiều mặt để mà mình nói lắm. Nhưng mà trong cái video này Thùy Dương chỉ muốn nói với quý vị đó, thấy không? 47 năm rồi đó. Nhìn lại cái hoàn cảnh của người phụ nữ này, quý vị thấy có đau lòng không? Rất là đau lòng. Khổ vô cùng. Mình không tin nổi là đồng bào của mình sau 47 năm như thế này luôn. Nhiều lắm đó quý cô chú anh chị. Rất là nhiều. Thùy Dương đâu có cần đi về Việt Nam đâu. Cái video này rất là mới. Không phải là năm trước đâu, mới. Cách đây chừng mấy ngày thôi. Đảng Cộng sản tại sao nó không lo cho người dân? Lãnh đạo tại sao không lo cho người dân? Đó, thấy không? Dân trong nước thì sống khổ. Dân bây giờ đi ra nước ngoài cũng khổ. Dư luận viên nó cứ là giống như nó bị điếc anh chị. À, nó bị đuôi á. Nhưng mà những cái gì mà mình nói là nó vô phản công lại phản động. À, nghe mắc mệt. Gặp tôi, gặp Thùy Dương như là lãnh đạo Việt Nam á. Thùy Dương dẹp cái đám dư luận viên, Thùy Dương có trả tiền. Thùy Dương lấy cái tiền đó, mỗi tháng mà trả cho nó 2 triệu rưỡi đó. Bao nhiêu ngàn, bao nhiêu chục ngàn dư luận viên, Thùy Dương lấy cái tiền đó, Thùy Dương lo cho những người nghèo. Còn dư luận viên nó còn trẻ, còn khỏe, đi làm như mày. Bỏ sức ra mà đi làm kiếm tiền, đóng thuế. Để phụ giúp đỡ cho những người nghèo, những người cơ nhỡ, những đứa trẻ em bệnh tật, những trẻ em nghèo. Bây giờ bao nhiêu người lành lặn, không đi làm, ngồi đó cào bằng phím, tháng lãnh 2-3 triệu. Rồi những người công an cũng vậy, nuôi một cái lực lượng công an chìm nổi quá trời luôn, thân dài vai rộng, dùng cái sức đó đi đánh đập dân, không có tạo ra cái sản phẩm gì cho xã hội. Đâu có sản phẩm gì đâu bán, rồi đâu có tiền đâu mà lo cho người nghèo, để cho người dân sống vậy đó. Bắt đầu lên dùng mạng tuyên truyền, quay những cái chỗ nào đẹp đẹp quay đưa lên PR rồi dữ dằn lắm. Ở Việt Nam có chỗ này đẹp, có chỗ kia đẹp à, xong quay tới những cái gốc mà người dân nghèo khổ quay dùm đi. Có nhiều đứa nó đi ra nước ngoài, nó quay homeless. Nó cái này còn hơn homeless nữa. Homeless ở Mỹ người ta còn có cho sữa, cho đồ ăn. Người ta có tem phiếu đồ này nè, nó sống ở đâu? Ở nghĩa địa đó. Con cái người ta không nuôi đó. Sao đảng không nuôi, sao chính phủ không nuôi? Sao mà bỏ mặt người ta vậy? Mà sao không đề cập tới đi? Nó mới YouTube này còn quay nè. Tại vì phải để cho những người ta nghèo như vậy đó, bắt đầu đi vận động, đi kêu gọi sự giúp đỡ, cũng cho người ta cho nhiều lắm đó. Người Việt Nam vốn dĩ là nhân ái bao la mà quý vị. Mà đặc biệt là người Việt ở nước ngoài gửi về chừng 100-200 đô thôi, mà nhiều người, 50 người, 60 người, 100 người cứ gửi về thôi là khỏe rồi. Phải không? Cứ lên YouTube như vậy đó là kêu gọi giúp đỡ, mà giúp đỡ về cái bà này bà nhận được nhiêu? Đó. Những cái người mà nghèo khổ Việt Nam nhận được nhiêu đó. Rồi những cái người mà ăn chia ở trên ăn được bao nhiêu, xuống tới bà này chắc không còn nhiêu đâu. Khổ lắm quý vị. Cái xã hội Việt Nam nó ngộ. Có nhiều cái hoàn cảnh cần giúp đỡ. Thì Thùy Dương thấy có những cái nhóm đi ra nước ngoài, qua tận châu Phi giúp đỡ, làm YouTube đồ, quay hình ảnh đồ, trong Việt Nam rần rần. Rồi cái xã hội Việt Nam nó ngộ đời, nó ngược lạ lắm. Có nhiều người tuổi già đó, con cái không nuôi, đi lại sống cù bơ cù bất. Nhưng mà có những nhóm người là đi ra nước ngoài, đi giúp đỡ, rồi kia nọ, cái bắt đầu làm nổi tiếng đồ, anh này anh kia, tại trong Việt Nam không làm. Đi ra nước ngoài làm vậy, cái giống như chứng minh là Việt Nam tao giàu lắm, cho nên tao mới đi qua châu Phi tao giúp. Không hiểu, thật sự thì Dương hiểu không nổi. Dạ. Thì cái video này để cho quý vị coi, nhìn thấy.
Một một thân thân hình nhỏ nhắn hả quý vị ạ? Đói khổ quá đấy tiêu. Nếu sau 47 năm đời sống của người dân rất là giàu. Và ở Việt Nam có tiền rồi, có tiền là sống như tiên. Dạ, đó, đây là những người thành phần nghèo trong xã hội nè. Làm sao để giúp đỡ họ đây? Rồi thì Dương đưa đến quý vị để quý vị có thêm một cái nhìn về cái xã hội Việt Nam bây giờ. Và tại vì trong cái video này thì Dương chủ yếu nhắm vào những người bạn trẻ. Thì Dương biết cái điều kiện kinh tế ở Việt Nam càng ngày càng khó khăn. Cho nên khi chúng ta lập gia đình, chúng ta sinh con đẻ cái, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Tại vì nếu mà chúng ta mà có cái kiểu giống như đẻ con nhiều để mai mốt nó nuôi mình là chưa chắc chắn đâu. Đó. Rồi mình không có tài sản gì hết. Bây giờ mình đẻ con mình không có gì hết. Mình ở nhà trọ, ở nhà thuê. Tiền trong ngân hàng mình không có. Mình xài hôm nay không biết ngày mai có tiền đâu xài. Cho nên đẻ con ra đó là cả một cái trách nhiệm rất là lớn. Đẻ con ra là một sinh mệnh. Một con người mình phải có trách nhiệm với nó. Trước tiên mình muốn nó đưa nó chơi với trước đến thế giới này, mình phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm với nó. Mình hỏi là mình có lo được cho nó hay không? Mình là cha là mẹ, mình phải hỏi một câu là mình có lo được cho con mình hay không? Mình chưa lo được cho con mình thì mình hãy khoan nghĩ tới cái việc mình sanh con. Đừng có kiểu trời sanh voi sanh cỏ chết đó quý vị. Thì Dương nói thật với quý vị luôn. Rồi mai mốt đây bà con sẽ gánh những cái trái đắng. Thay vì không có tiền bạc nó tranh giành tài sản. Thì Dương thấy bây giờ nhiều lắm. Nhiều người chia cha mẹ còn sống bắt chia tài sản dữ lắm. Mà tài sản là tài sản của ông bà, của cha mẹ chứ không phải tài sản của mình. Nó đi làm nó mua đất đai không nổi, nó mua nhà không nổi. Bây giờ nó buộc phải quay về nó kêu cha mẹ chia cái phần tài sản mà cha mẹ đang ở đó, đang có đó. Để mới nó mới thể cứu vãn được cái cuộc sống đang khó khăn của nó. Cái điều đó rất là kinh khủng. Mà cha mẹ chia rồi nó xài hết rồi thì mai mốt lấy gì nó sống đó quý vị. Nó bán hết, mai mốt lấy đâu nó ra nó cho con nó. Trời ơi cả một bài toán. Thùy Dương nói thật là gần như là đi vào đường cùng, vào bế tắc luôn đó quý vị. Mỗi lần mà Thùy Dương bắt gặp những cái hình ảnh như thế này nè quý vị, trời ơi Thùy Dương trăn trở, Thùy Dương suy nghĩ đủ thứ. Mà cái đầu của Thùy Dương đó quý vị nó bưng bưng luôn. Bưng bưng dữ lắm. Thùy Dương không phải là một chính trị gia, Thùy Dương không phải là một cái người lãnh đạo. Nhưng mà mình nhìn vào cái hoàn cảnh này đó quý vị, mình thấy thật sự ra là trời ơi nó tăm tối vô cùng. Và Thùy Dương làm cái video này để cho những người bạn trẻ, tại Thùy Dương biết là cái kênh của Thùy Dương người trẻ theo nhiều lắm, rất là nhiều. Thùy Dương chỉ muốn là các bạn nên hiểu cái việc lập gia đình, cái việc có con đó là cả một cái gì đó nó to lớn lắm. Một cái trách nhiệm nó khủng khiếp lắm. Nó không có đơn giản là mình quan hệ với nhau rồi dính bầu. Không phải đơn giản vậy đâu. Mà nó cả một cái trách nhiệm đằng sau nữa. Con mình nó vô trong trường trẻ nó học. Con mình nó học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nó lên đại học như thế nào. Nó có một cái nỗi lo vô cùng lớn luôn. Cho nên là Thùy Dương suy nghĩ nhiều. Cho nên Thùy Dương muốn lấy cái video này để cho các bạn trẻ nhìn vào đó chúng ta thấy. Đừng có nghĩ rằng ô cha mẹ mình đẻ mình được thì mình đẻ con ra mình nuôi được. Không phải vậy đâu. Cái đời sống bây giờ nó khắc nghiệt, nó kinh khủng lắm. Bệnh tật nó đầy rẫy, đồ ăn mà nó bỏ vô trong miệng của mình là luôn luôn có những cái hóa chất độc hại. Mình chịu nổi không khi con mình nó 5 tuổi, 7 tuổi nó bị máu nhiễm mỡ, nó bị ung thư này, ung thư nọ, đau lắm quý vị. Cho nên nhiều khi Thùy Dương nói là Thùy Dương, nếu mà lúc trước mà Thùy Dương mà đi nước ngoài sớm chưa chắc Thùy Dương có con nữa quý vị. Thật á. Tại vì Thùy Dương tự lo được cái cuộc sống của mình. Thùy Dương không có cần phải lấy chồng này kia nọ, không có cần nghĩ tới lập gia đình luôn đó. Thật sự như vậy, tại vì Thùy Dương cảm thấy nó sinh một cái đứa con ra mình thấy nó tội quá. Nó đủ thứ, nó phải đi học, nó phải này nọ. Cái nhiều người bạn nói Thùy Dương suy nghĩ kỳ quá. Vậy cái đó là suy nghĩ của mình, tại vì Thùy Dương thấy sinh ra làm con người nó khổ dữ lắm. Có nhiều người cảm thấy sinh ra làm con người rất là may mắn, nhưng mà Thùy Dương thấy sinh ra con người khổ vô cùng. Thì Dương không có nói là lĩnh vực ngạ quỷ súc sinh, thì Dương nói. Nhưng mà quý vị nhìn thử coi, khổ vô cùng. Mình sinh ra, mình thấy gì? Ông bà mình già đi. Mình thấy, mình chứng kiến ông già mình mỏi, ông bà nội mà ngoại đó. Già đi, rồi năm này mình thấy ông nội chết. Năm nọ mình thấy bà ngoại chết. Năm nọ mình thấy ông ngoại chết. Rồi xong dần dần mình thấy cha mình chết, mình thấy mẹ mình chết.
Rồi mình sinh con ra, con mình bệnh, con mình đau. Mình bệnh, mình đau. Mình buồn, vui, khổ. Đủ thứ những cái. Thì Dương nói là con người là một cái sự khổ nhất. Cho nên anh chị thấy là cái bên đạo Phật mà có ông Phật Phật gì đó quý vị đi tu đó, tại vì thấy cái kiếp làm người quá khổ, cho nên muốn đi tu để cứu độ chúng sinh, phải không? Đó là như vậy đó. Đối với nhiều người làm người là may mắn, nhưng mà Thùy Dương nói thật với quý vị là làm người khổ vô cùng, rất là khổ luôn. Cho nên các bạn trẻ đó, khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà chúng ta lập gia đình, chúng ta sinh con, chúng ta hãy nghĩ tới là làm sao chúng ta lo cho con được tốt. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi đẻ con nhiều để mai mốt con nuôi lại. Thì hãy nhìn vô cái người phụ nữ mà Thùy Dương mới vừa chia sẻ đó, để chúng ta lấy đó mà rút kinh nghiệm. Và khi mà Thùy Dương làm cái video này đó, là Thùy Dương biết rằng đó, số người hài lòng thì cũng có, mà số người không hài lòng cũng có. Nhưng mà cái mục đích của Thùy Dương là muốn nói với các bạn trẻ đó, khi chúng ta quan hệ đó, chúng ta hãy cố gắng chúng ta tránh cái việc mang thai ngoài ý muốn. Ví dụ như chúng ta dùng bao cao su, chúng ta dùng cái biện pháp tránh thai, ví dụ cấy que ở dưới cái tai hoặc là uống thuốc như thế nào đó. Tại vì nó lỡ mà nó dính bầu, quý vị ở cực khổ lắm, mệt lắm. Đẻ đứa con ra mà chúng ta chưa có chuẩn bị, chúng ta chưa có khả năng mà chúng ta làm cha làm mẹ đó anh chị. Mà bây giờ lỡ có con rồi làm sao phải đẻ. Nó nhiều chuyện đằng sau lắm, nó phiền lắm. Cho nên Thùy Dương mong rằng là cái video này của Thùy Dương á, Thùy Dương chia sẻ đến quý vị, để cho chúng ta những người bạn trẻ đang sống tại Việt Nam, chúng ta có cái nhìn. Thùy Dương nói điều kiện sống kinh tế Việt Nam càng ngày càng khó khăn hơn. Đó, Thùy Dương làm, có nhiều bạn vô, nhiều bạn chia sẻ, nói Thùy Dương biết mà, trời chị ơi, tiền ăn còn không có nữa, lấy tiền đâu đi du lịch, phải không? Tiền ăn hàng ngày còn không có nữa đó. Thì thử tưởng tượng có đẻ con ra thì làm sao mà nuôi nổi nó quý vị. Ở bên Na Uy bây giờ đó quý vị thì cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, khuya rồi. Thùy Dương đi làm, Thùy Dương cũng khá là mệt á. Nhưng mà tại vì Thùy Dương coi cái video đó đó, Thùy Dương tự nhiên có nhiều cái Thùy Dương muốn nói với lại các bạn trẻ. Cho nên Thùy Dương chia sẻ một chút xíu nha quý vị. Rồi Thùy Dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà theo dõi cái video của Thùy Dương. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.